Vâng, và đây là chiếc xe của Thương thì nó thường sẽ lên bằng xe này để lên trên cái đồi núi này nha mọi người. Đây nè, đây là cái đồi núi này. Cái đồi núi này rất là cao nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ lên nào. Let's go. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và bây giờ thì Thương đã tới rẫy rồi nha mọi người. Mới tới rẫy xong mà cái xe của Thương nó bị hư luôn. Đó mọi người thấy gì không? Xe Thương đã hư rồi. Đây mọi người ơi. Này. Cái dây xích nó bị tuột luôn mọi người ơi. Mới tới rẫy xong một phát cái dây xích nó bị tuột luôn. May quá. Và bây giờ thì khát nước quá. Đi uống nước thôi mọi người. Đây là nước nè mọi người. À, Thương sẽ uống cái nước này luôn. Không biết là cái nước này nó có độc hay không, không biết là nó có mấy cái natri clorua gì không, không biết nữa. À, bây giờ thì Thương sẽ uống cái nước này cho mọi người. Đây nha mọi người. Nước suối nha mọi người, nước suối từ cái núi chảy xuống á. Nước suối này khá là trong. Ở trong cái nước này nó rất là sạch sẽ, không có gì hết á mọi người. Cái này có thể uống được luôn. À, hồi nãy giờ tôi mới uống xong rồi. Và bây giờ thì bắt đầu đi hái bắp luôn nha mọi người. Này, cái bao mà Thương đang cầm trên tay á là cái bao để đựng cái bắp á mọi người ơi. Ôi giời ơi, cái này mà chỗ này mà chăn bò một phát là sướng phết luôn đó mọi người. Đây này, cỏ nhiều lắm cho mọi người coi. Ôi giời ơi, cỏ này mà ăn cho con bò ăn là sướng phết luôn đó mọi người. Đó. Nhưng mà nó không có đường đi nha mọi người. Mọi người thấy ở dưới que như thế nào, có bình yên không? Thương thì Thương thấy rất là bình yên luôn á mọi người ơi. Nói chung là nó không có tấp nập như ở thành phố đâu mọi người. Ở thành phố thì sáng sớm dậy thì đã nghe tiếng ồn rồi, đã nghe tiếng xe rồi, tiếng còi xe, nói chung là đủ thứ các tiếng luôn. Còn ở dưới quê thì sáng sớm thức dậy là đã có tiếng chim rồi mọi người. Kìa có ớt kìa mọi người, trên là ớt đó mọi người, xuống xem ớt như thế nào. Mẹ Thương bảo là tí nữa con hái ớt về một ít nha. Nên là tí nữa Thương sẽ hái ớt về một ít cho mọi người, cho cả nhà ăn mọi người. Đó mọi người thấy không, cái bí nó nằm ở trên cao và mẹ bảo là hái bí. Mà bây giờ có cái bí đâu mà hái. Đây toàn bộ cái cảnh nó rừng ở chỗ Thương đây mọi người ơi. Bắp không à. Còn cái này cái mì, mì cũng khá là mập luôn. Tại đất này, đất trong rừng mà mọi người. Thấy bí rồi mọi người ơi. Đây, bí đây, to chưa? Ôi trời ơi, tí nữa Thương sẽ hái cái bí này luôn nha mọi người. Hái cái bí này luôn, Thương sẽ bẻ cái này trước. Đó, trời ơi, bí to phết luôn á. Bí này mà làm canh, nấu canh rồi các kiểu chắc ngon lắm mọi người. Tí nữa đem về là Thương sẽ nấu cho gia đình ăn luôn. Và từ nãy giờ thì có cái bắp rồi mọi người ơi. Đây nè. Bắp nè mọi người. Đó. Mọi người thấy gạt không? Nó thấy mình mà nó không sợ luôn kìa mọi người. Đó. Nó thấy mình mà nó không sợ luôn, gà rừng này. Nó mang theo 7 con luôn mọi người ơi. Trời ơi. Nó hiền vãi luôn á. Cái đọt rau muống á mọi người ơi. Đây là đọt rau muống, cái này ăn rất là ngon.